Xin chào các bạn, hôm nay là câu lạc bộ tiên cá tuần mấy? Tuần 22. Hôm nay là tuần 36 nha các bạn. Ủa sao có tuần gì vậy? Tuần 36. Các bạn sẽ phải tập yoga ở dưới nước. Rồi. Có ba nè. Bây giờ chương trình á, hồi xuống nước tập yoga là mấy em sẽ ở vị trí này nha. Đúng rồi, mình ở khu này, mình xuống nước mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình tập yoga dưới nước xong rồi mình mới bơi. Ok. Rồi, bây giờ các bạn đã sẵn sàng men yoga chưa? Bạn nào vô sớm thì tập được nhiều, bạn nào vô trễ thì tập được ít. Bởi vì tuần 36 nó rất là đặc biệt, chỉ dành cho những bạn có duyên. Để trở thành tiên cá, mấy em phải biết hết tất cả. Và đầu tiên, tuần này mấy em phải biết yoga dưới nước. Rồi, Tiêu Anh cần phỏng vấn từng em. Rồi, em nhỏ em biết yoga là gì không? Rồi, bạn cái bên trả lời cho tôi anh biết. Trời, chưa biến hình người cá nữa. Em trả lời tôi anh biết, em biết yoga là gì không? Dạ, biết. Yoga là gì? Yoga là tập từ thế khó. Chứ không phải yoga là đi ra đi vô, đi ra đi vô hả? Những động tác như thế nào theo em là khó? Đúng rồi. Mà tại sao mình phải uốn dẻo? Mà trước khi mình được cơ thể dẻo dai đó, mình phải chịu đựng cái gì? Nâng lên một level mới của người cá. Đó là khả năng chịu đựng, sự nhẫn nại, tính kiên định. Những điều này sẽ tốt cho mấy em. Bạn nào đứng được dưới nước thì tập yoga. Những bài tập này chỉ dành cho những bạn có tố chất thôi. Thì tôi sẽ cho các bạn có duyên được tập hết. Và nếu mà mấy em tập mà mấy em thấy rất là dễ dàng đối với mấy em, có nghĩa là mấy em làm được. Và trong quá khứ mấy em đã từng làm được, nên bây giờ mấy em tập lại, mấy em cảm thấy rất là dễ dàng, thì mỗi em sẽ có một cái phương pháp riêng để trở thành tiên cá. Đầu tiên, phương pháp của tuần này là yoga. Để đầu tiên luyện được yoga dưới nước của người cá thì mấy em hít hơi vào, rồi thở nhẹ hơi ra để chìm xuống đáy hồ. Chìm tới đáy hồ rồi các em cùng nhau nín thở lại, rồi bắt đầu tập theo phương pháp của Tiêu hướng dẫn nha. Bạn nào nghe tập được thì tập, bạn nào tập không được thì cho qua nha. Bởi vì không phải ai cũng có thể học được cái này đâu. Nhưng mà các em là những người may mắn xuất hiện ở tuần 36, các em được tập phương pháp yoga của người cá. Rồi bây giờ để tập yoga được dưới nước, các em phải lặn được, đứng được dưới nước nha. 1, 2, 3, lặn xuống nước rồi chào, vơ tay chào Tiêu nha, rồi nổi lên nha. 1, 2, 3. Rồi giỏi lắm các em. Yoga dưới nước đầu tiên là quỳ gối xuống nước, giơ thẳng hai tay lên trời, mắt hướng nhìn theo chiều cánh tay, ngẩng mặt lên, thả miệng ra thổi bong bóng bay lên. Ok, làm nè các em. Bởi vì tôi cần thấy các em phải làm được thì tôi mới chỉ nhiều hơn nữa. Những bài tập này là
nó sẽ nâng cao thể lực cho em, nâng cao sự dẻo dai, sự chịu đựng, giúp các em có sự nhẫn nại nè. Rồi nói đi Tion ơi, bài tập này có bao nhiêu bài vậy Tion? Có khoảng 1.000 bài tập yoga dưới nước. Nhiều quá Tion. Những em nào làm tốt bài này rồi Tion đổi qua bài khác. Tập yoga dưới nước sẽ giúp cho các em sửa chữa hết tất cả khuyết điểm trong thân thể của mình, hết bệnh tật luôn. Sao ghê vậy Tion? Các bạn ơi, muốn vô câu lạc bộ Tion thì hơi khó đấy nhé. Đúng rồi, tập yoga dưới nước khó lắm. Bây giờ tới bài tập thứ hai, mấy em phải làm chủ hơi thở. Anh cũng muốn học hả? Nhưng mà em dạy yoga dưới nước cho người cá thôi. Tại để tăng khả năng chịu đựng nín thở lâu dưới nước á. Nếu mà tập ở yoga trên bờ nó chỉ có hiệu quả được một thôi, mà tập ở dưới nước á nó hiệu quả gấp 6 lần lận. Nó sẽ thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn. Nhưng mà đầu tiên là anh phải bơi lội dưới nước lặn được tốt. Mấy em phải làm chủ được thân tâm ý của mình, rồi làm chủ được nước. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng tập yoga dưới nước nha. 1, 2, 3 cùng nhau quỳ xuống nước, nâng tay lên trời, mắt nhìn theo chiều cánh tay, đếm từ 1 tới 10 trước. Bạn nào làm được rồi thì nổi lên, hít hơi vào rồi tiếp tục làm như vậy. Những bạn mà đã có kinh nghiệm tập luyện bơi người cá ở những tuần trước thì đến tuần 36 này thì chắc chắn sẽ làm được cái động tác này rất là dễ dàng. Và lợi ích của động tác này là giúp bạn kiểm soát hơi thở tốt hơn, có được sự dẻo dai hơn khi mà lặn dưới nước nha. Sẽ tăng cao khả năng nín thở của bạn và sự chịu đựng của bạn trong nước nha. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3. Người cá tay làm được á, mà sao làm có 2 cái rồi lên nè? Cứ liên tục như vậy. Vô thành hồ rồi quỳ xuống nha. Giơ tay lên, cái tay mình vịn lên cái thành hồ nào rồi mình quỳ xuống sẽ dễ hơn. Đó. Rồi bạn này làm nè, cho mấy bạn làm mẫu. Quỳ xuống, chấm tay xuống. Cá tay với cô rô thì Tion thấy làm cũng được ở bài tập thứ nhất. Bây giờ Tion hướng dẫn tiếp bài tập thứ hai. Quỳ
quỳ gối xuống, mắt nhìn lên phía trên, đếm từ 1 tới 10, rồi hãy thở nhẹ ra bằng mũi, nổi người lên lại nha các bạn. Người cá Vy ơi, hồi nãy lúc mà em ngẩng mặt lên á, khi quỳ gối dưới nước á, nước có vô mũi em không? Nếu mà nước vô mũi mà em cảm thấy khó chịu ở lỗ mũi là em phải thở nước. Thở nước cho nó khỏe rồi mới làm tiếp nha. Còn đã khi tập cái này á, mình phải làm liên tục 100 lần nha. Tập yoga là mình tập 100 lần như vậy. Cứ đếm tới 10 xong rồi nổi lên, hít hơi vào rồi xuống đếm tới 10. Bài tập yoga của người cá thứ hai bắt đầu. Đếm từ 1 tới 10 nha các bạn. Xong rồi, thở nhẹ ra bằng mũi, nổi lên, hít hơi vào, chỉ một hơi thôi, rồi tiếp tục làm như vậy. Bàn tay là lên lâu quá rồi, lên hít một hơi rồi xuống, nó mới đúng. Rồi làm liên tục như vậy 100 lần sẽ tăng khả năng chịu đựng rất là cao. Với lại tôi cũng xin giới thiệu với các bạn còn một số động tác yoga tập không với đuôi cá nữa. Đây là động tác thứ nhất dành cho người cá, tập yoga không có đuôi cá. Động tác này cũng rất là quan trọng. Rồi, bàn tay sẽ quay cho Tiun để Tiun làm mẫu cho các bạn xem. Mà mình phải tập dưới nước, bởi vì tập yoga dưới nước nó sẽ tăng thành quả hơn yoga trên bờ gấp 6 lần. Ok, rồi. Trên tại tập dưới nước á, mình phải kiểm soát hơi thở dưới nước. Từng động tác của mình làm dưới nước nó sẽ khó hơn. Hay quá. Tao lên bờ tập cho em coi ơi. Lên bờ làm thử đi luôn. Làm thử đi. Tập dưới nước chứ, người cá mà đâu tập trên bờ đâu. Trên bờ là tập cho người thường. Đúng rồi. Có tập kiểu này mà tập qua. Rồi, như vậy là câu lạc bộ tuyên cá tầng 36 đã hoàn tất hướng dẫn các bạn yoga dành cho người cá.